phở ở tư bản lúc nào chả ngon anh, có 12 đô chứ mấy rẻ chán. Thì ta, ê, tao đồng ý với mày cái câu phở 12 đô rẻ chán, nhưng mà tao không có đồng ý cái câu phở tư bản là ngon nha. Vậy em chỉnh lại, phở Cani ngon hơn phở Việt Nam nhiều. Nói thật á thì quan điểm của anh ăn phở cả hai rồi, nói một câu mày đừng buồn, phở Việt Nam ngon hơn. Phở Cali cũng là 12 đô nè. Cái tô phở này là phở Việt Nam nè mấy em. Mà nhìn cộng giá là thấy biết phở nhà giàu rồi. Cộng giá cắt lặt cắt hai đầu. Ồ mày cộng giá là biết phở nhà giàu rồi. Mày so gì nữa đây? À, làm bên Mỹ giờ gần 10 đô rồi, mày làm gần 10 đô mày làm mọi hả? Mới câu đầu thấy đậu xui đuôi không lọt rồi đó bạn. Bây giờ bên Mỹ giờ 15 đô rồi mày ơi. Mày phản động cũng phá ke nữa. Thì mày làm mọi chứ làm gì? Làm chui làm lũi làm gì đó mới 10 đô. Không có. Con trả lời vậy thôi giậm chịu mày ơi. Tưởng nó trình mày sao? Ai ngờ cóc ké. Không chấp cóc ké nha mấy em. Đặt tiêu đề tô phở mà thầy vẫn chưa so tô phở giữa 300k Việt Nam với tô phở Mỹ nữa. Phở 300k Việt Nam ăn ngon hơn, nó ngắn gọn thôi đi. Phở Mỹ nó lạc nước hơn và cái gia vị nó không ngon bằng, và cái nước nó không ngon bằng, và thứ hai nữa là thịt nó không ngon, thịt nó cũng mềm hơn. Nếu mà nói về thịt thì mình có thể tương đương tại con bò thôi chứ không phải là tại tô phở, nhưng mà ít cái tô phở ở bên Cali á thì cái gia vị nó không đặc sắc bằng, và cái nước nó không ngon bằng vậy thôi, nhưng mà nó bự hơn nha. Phở Cali là ăn bò Mỹ luôn rồi thầy, chứ không lẽ ăn bò Việt Nam má. Nhưng mà vấn đề ở đây á là cái tô phở bên Cali nó bự hơn, tức là cái tô phở bên Cali nó hơn về lượng. Nhưng mà nó thua về chất. Còn tất nhiên cái tô phở 300 ngàn của anh là nói ở Việt Nam nha, là gọi là xin lỗi các bạn, giống như chữ vải linh hồn rồi đúng không? Các bạn cứ nghĩ là phở là phải 50, phở phải 20, 30 rồi này nọ, nhưng mà có dip, có dash, có chỗ này chỗ kia. Tùy cái tô phở nằm đâu nữa. Nha. Nhưng mà cái tô phở 300 ngàn của Duy ăn rất là ngon. Nó ngon hơn cái tô trên lên mạc. Trên lên mạc tô ăn uổng tiền. Tô phở 1 triệu á. Phở ở Mỹ ngồi phòng mới lạnh sạch sẽ, còn ở Việt Nam ngồi lề đường mất vệ sinh. Mày ăn quán cóc rồi mày so thằng đó Bích Nguyễn. Mày so cho đúng chứ. Mày ngon mày vô New World mày ăn tô phở đi. Có tiền ăn không? Hay mày đi vô khách sạn 5 sao mày ra sân bay dở, tao không tư vấn mày vậy nó ác. Riêng tôi vậy đó bạn, phở sân bay bao dở mà lại bao mắc nữa, đủ nó vô duyên chỗ đó đó. Nên một trong những cái điểm mà sân bay Việt Nam chúng ta mà đánh giá thấp là chỗ đó đó, chặt chém kiểu vô duyên. Nhưng mà yên tâm đi, lên báo nó sẽ nói không chặt chém đâu, giá đúng á. Chi phí cao rồi kia. Ví dụ nó ngon, nó mắc mà nó ngon cũng được. Các bạn này suốt quãng đời làm lụng vất vả. Phở bên Cali có chan nước không anh? Không. Ủa lộn, có. Mày làm tao liệu mày. Có. Tức là trong phở bên Cali nó có nước sẵn rồi má. Chứ không phải là tô phở mày cầm cái muỗng mày chan nước vô. Trời. À, vô phở 24 tô 29k là có máy lạnh rồi. Mẹ mày đặt 29k. Chú em bên Úc về dẫn em đi ăn bistec. Kêu T-Bon 500k. Cái gì T-Bon 500k? Mày giống như bít tích pha ke vậy. Ông má T-Bon 500k là biết pha ke rồi. Bèo bèo phải 800-900 triệu em ơi. Anh chùm phát. Anh ăn steak mà thiếu điệu tưởng anh bị gút luôn rồi đó. Nhỏ nhân viên kêu dùng sốt gì? Ăn khoai tây chiên hay salad? Em nói sốt nấm với khoai rồi sao nữa? Ăn nói tính tiền thì anh 800k thì cho nó khoai. Đúng rồi chứ cái gì nữa. Tính đúng rồi ba. Lộ thằng này đúng là bần. Mấy bạn đi ăn KFC thấy sốt free quen rồi thầy. Đúng rồi. Mày lấy thêm chai nước, lấy mày 80.000, 90.000 nữa nè con. Rồi xong rồi thêm này thêm kia, bánh mì cũng tính luôn. Chừng nào nó combo set nó ghi rõ ràng vậy thì nó mới là không tính. Còn em kêu giờ nó tính phải rồi. Phở Mỹ tôi thấy ăn ngon hơn bên phở Việt Nam tùy nơi. Tôi thấy ăn bên Texas ngon lắm. Đừng nói fan của phở Bắc nha má. Thấy bên Texas hơi nghi. Thôi kệ đó, quan điểm của mỗi người. Nói chi mệt quá, người thích ăn phở khô, người thích ăn phở nước, người thích ăn phở mềm, người thích ăn phở cứng. Còn quan điểm tôi nói một lần và mãi mãi, phở bên Mỹ hơn về lượng nhưng thua về chất. Ở Việt Nam khẩu vị của người Việt Nam nên Duy ăn thấy ngon, còn bên Mỹ nấu cho tôi cho Mỹ ăn nên tôi thấy quen hơn và nó cũng sạch nữa. Này nói chuyện cưỡng từ đọt lý quá mày. Ở đâu nói chung phở Việt Nam này cũng nấu cho người nước ngoài ăn hoài, gì mày ăn phở New World, mày ăn phở Red Hot theo chưa? Mấy cái phở đó toàn là bán cho Tây không đó con. Đó là mày cưỡng từ đọt lý rồi. Còn mày nói gì mày, giờ mày lôi cái vị ra nói chịu. Cãi làm khỉ khô gì, thích ăn phở Mỹ đi. Tao lâu lâu tao cũng ăn phở Mỹ ủng hộ mà, tao có từ đâu. Nhiều khi mình đi qua Mỹ cũng vô ủng hộ bà con tô phở bo 10 đô. Ăn tô phở 12 đô đẳng cấp hơn, ngồi trên mảnh đất Mỹ tự nhiên sang hẳn. Cái này nói chuyện nghe méo.
người ta ngồi trên đất Mỹ phải ăn bít tết Tomahawk, mà ngồi trên đất Mỹ ăn tô phở thấy sang hẳn. Nói chuyện nghe thấy gì? Thấy là biết ngu mà không đú. Không có tiền vô nhà hàng ăn nữa, bị đặt đất Mỹ đất mẻo. Đang phân tích phở mà lôi mấy món kia vào, nếu giữa hai bên Mỹ thì Mỹ sang hơn, đúng không anh Duy? Mày nói Mỹ sang đúng không? Ok, tao cho mày coi là tô phở Việt Nam. Nhưng mà lần này các bạn đừng có coi tô phở, bạn coi cái bàn mà cái tô phở đặt nha. Là bạn biết bên nào sang à? Lỡ tô phở đem về nhà chụp thì sao anh? Đồ mà tô phở đem về nhà chụp mà nó còn đẹp vậy là biết phở dữ rồi đó con. Khó vậy mày cũng nghĩ ra nữa hả? Mà khó vậy mày cũng nghĩ ra nữa. Nó mày em có để ý không? Tức là cái bàn đó, nó khá giống cái bàn này. Tức là nó một bên là gỗ, một bên là da. Mà cái bàn này có anh nhiêu tiền thì mấy em biết rồi vậy. Nó giống như cái bàn em ngồi cũng vậy, một bên là chỗ gỗ, một chỗ da kìa. Duy nói thế không phe, bên Mỹ nó phải khác chứ, lương cao hơn Việt Nam mà được như vậy là ngon rồi. Làm sao giờ thua nhẫn mẹ đi chứ ông lộn xộn cái gì? Giờ muốn nói về cái gì? Tức là cái tô phở này là nó bán cho Mỹ ăn. Tô phở nó bán cho Mỹ ở Việt Nam ăn. Thì thằng Mỹ ở Việt Nam chứ quan tâm thằng ta bỏ ra chừng đây đô bên đây ngon hơn mà cãi cái gì? Đó Mỹ nói vậy đâu phải tôi nói nha. Nhưng mà tôi dịch ra tiếng Việt cho bạn hiểu thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái người bưng phở ở bên đây á là đẳng cấp hơn nhiều lắm. Thứ nhất là có license, thứ hai là có chuyên môn, thứ ba là mặc đồ đẹp đồ. Áo vest áo trong quần mặc ghi lê đồ các kiểu, nói được hai ba thứ tiếng luôn. Chuẩn chưa? Cực kỳ đẳng cấp. Mày chịu chưa? Cứ thích cãi cơ. Nó đem vào cái bàn xịn để chụp làm marketing thôi chứ bao nhiêu thực khách được ngồi ăn trên bàn đó. Thì mày bỏ ra 300 ngàn mày ngồi ăn được, cái thằng này nó lương cái kiểu gì trời. Nói chung á, bây giờ á là cái con nhỏ mà con nhỏ Anna Quý đó là phải bụp cái thằng Minh Tuyền này nè. Tôi thấy cái thằng này là mới nó ba gai nè, nó ngược với cái nó ngược lại suy nghĩ của bạn Anna Quý rất nhiều, bằng bụp nó đi. Nó nói tao lao thiệt, tôi phải bán 300 này, bỏ 300 mày vô mày ăn nè. Tự nhiên tao hỏi bao nhiêu người được ăn là gì trời, gì đây nữa? Tao đã nói rõ ràng phở này bán cho người Mỹ ở Việt Nam ăn, hiểu chưa? Còn mày về Việt Nam mà có tiền thì mày vô mày ăn, có tiền thì thôi. Nhưng mà thấy ăn vẫn rẻ hơn 2.5 triệu. 100 chắc tiền phở, còn 200 còn lại chắc tiền view hả anh Duy? Rồi tư duy ruộng luôn. Làm gì có cái vụ chia đó. Cái tô phở high quality như vậy á là cái bánh phở nó cũng khác. Đó. Rồi cái nước phở nó cũng khác. Rồi cái thịt bò nó cũng khác, cộng giá nó cũng khác, gia vị nó cũng khác. Nó phải sạch sẽ, được high quality control và được những đầu bếp gọi là đầu bếp có đẳng người ta nấu nữa. Mà chưa kể, nói mà nghe này mày sốc nè, là cái dạng phở này á là nó đem ra phở khô. Đó, 47 phút sau nó mới có nước. Cái vụ này là tụi em chưa biết, mà hai tụi em phải nghe anh đi, anh ăn đòi anh kể cho nghe. Tức là bây giờ người ta bưng phở rồi, người ta bưng phở khô cho em. Và cái nước phở đó người ta để trong cái bình mà mình gọi là bình thủy đó, bình giữ nhiệt á. Cái bình giữ nhiệt nó có thể giữ tới 47 phút. Đó, để cho nước phở nó vẫn đạt được cái tiêu chuẩn về độ nóng. Tất nhiên phút 48, 49, 50 gì đó thì nó cũng còn nóng. Nhưng mà nó không có nóng bằng cái gọi là cái khuyến nghị của đầu bếp trưởng nó nói á. Đó là tới 47 phút là ông ăn trễ lắm là phải 47 phút ông ăn. Tức là cái tô phở để trước mặt em á, em cà kê dê ngỗng, em nói gì thoải mái, em nói kiểu gì 47 phút sau em châm nước vô em ăn vẫn ngon như thường. Nó là chỗ đó đó. Không biết thì dạy cho biết. Ta phải là có kiến thức để mở mang đầu óc. Đi sau này mà lỡ chém gió với bộ khủng quỷ ngáo. Phở nào cũng như nhau cha ơi. Thôi nói mày nói là mẹ gì mẹ về nhà ngủ đi con. Duy nói là phở bò thì ok, còn phở gà thì chưa chắc gà. Thôi đi má, gà Việt Nam phở nó dai dai dễ ăn ông nội. Còn gà $2 bên kia nó bỏ bờ, ăn phở gì? Mà cái điều này tôi cũng cực kỳ lên án nha. Một số á, cái tiệm phở ở Việt Nam này nó chạy theo công nghệ, nó lấy gà công nghiệp nó cho mình ăn. Dở ẹt hả? Ủa nhìn nó miếng gà công nghiệp nó sắc ra cái bụp cái da, rồi xong cục lớp mỡ, xong tới cục thịt ăn gì? Không có heo thì gì hết. Nhưng mà cái này nó đi phải nói lại. Mình nói cho các bạn hiểu để các bạn đừng có nổ ẩu. Cái người nước ngoài á,
người ta thích ăn gà công nghiệp hơn, tại vì nó mềm. Má bắt con gà mà nó bỏ nó ăn mày. Thiệt, tao tiếp khách tao bị mấy vụ rồi. Mình cứ nghĩ là mình đem một con gà của mình ra ngon này, nó ngon với mình mà không ngon với nó. Nó nói sao dai quá vậy, nó ăn được. Anh ăn phở 100 đô chưa, ở Tôn Thất Đạm chưa, đồ phở 100 đô tao chưa ăn thiệt. Tô phở đó nó ăn sao, nó có gì trong đó. Má 100 đô 2,3 triệu. Khác gì anh Duy nói cá viên chiên 500k phần phục vụ tốt hơn cá viên chiên 150k phần. Đúng luôn. Nếu mà ăn cá viên chiên nằm trong New World, ủa thiện cá viên chiên nó được kiểm soát quy trình mà trả nó cũng tốt hơn nữa, nó xịn hơn nữa. Còn cá viên chiên kia chắc gì. Tô phở 300k trong bát Hiat được nhân viên mặc vest phục vụ. Ủa cái này trong bát Hiat cũng có phở nữa hả? Này chưa đi chưa biết. Em cho rằng đó là tùy sách của mọi người. Đối với cá nhân em thì gà công nghiệp là ngon hơn gà mình. À vậy hả? Còn nói thật ra thì anh thích ăn gà mình hơn. Gà mình nhưng mà gà mái dầu nha. Tức là gà để ăn lứa rồi luộc luôn á. Chứ mẹ gà đá thôi chịu. Trời đất ơi, dưới quê có lẩu gà nồi má. Tôi mua một lần tôi không ăn được cái gì luôn. Mấy gà đó là đá thua không có bán xác hả thầy? Không biết. Không biết là thua bán xác hay là tao nuôi gà nồi. Trời nó da ngay kinh luôn á má. Ăn xong banh hụt banh hầm răng luôn. Lẩu gà nồi á. Có thịt bò lagu với tủy xương do đầu bếp Nhật làm đó anh. Ôi thôi tao ham gì mấy cái đó mày ơi. Mấy cái tủy là tao bỏ luôn thiệt. Tao không thích bò lagu la gheo gì. Ăn bò nào mà chả ăn rồi. Ăn cho biết thôi chứ anh cũng ham gì mấy con bò lagu mà đó. Bò gì bò về chia nhiều loại thôi. Mày ăn tách bình thường. Giờ vô mua ba là nửa ký bò Mỹ rồi Latinum ăn. Làm bistec ăn nửa ký bò là bèo bèo nhất là tùy nhà hàng mà có rẻ mắc lum lơ hết á. Giá dao động từ 1 triệu tới 3 triệu. Trung bình một miếng là được khoảng lạng rồi thầy. 500 gram mày bistec mày lạng xong ăn. Nửa ký. Bistec bèo nhất phải 250 gram chứ nó quy thành ao lắm em. Nói chung Mỹ thì nó chơi 8 ao, 16 ao, ủa hàng khủng bố 24 ao. Một ao là nhiêu khoảng 23 gram á. Còn Việt Nam mình lạng trăm lạng trăm trăm gram đâu vô chuẩn nào đâu. Nó không có đủ để làm miếng steak. Miếng steak của em là nó phải có độ dày và độ rộng. Đứng thành một cái khối đó mới kêu là miếng steak. Anh Duy còn phải đi nhiều để hiểu hơn. Ôi mày nhỏ mày hổn mày. Mẹ nhỏ mà đặt dặn lưng tao nữa. Mày đi được nhiêu chỗ rồi mày láo. Thằng giảng võ này, ủa giảng vlog này chút 3 triệu tới giờ. Nãy giờ nó chăm 3 câu rồi đó. Không công bằng cho Mỹ. Ở Việt Nam mình là món ăn dân tộc. Thôi mày nâng cao quan điểm của dân tộc cái con khỉ khô. Phải cả món ăn dân tộc nó mới chịu chứ. Vậy bún bò Huế em phải món dân tộc hả mày? Vậy món nào của Việt Nam cũng là món dân tộc hết hả? Nó là một món ăn thì để đơn giản món ăn thôi mẹ, nâng ghê vậy ba. Rồi đi cà khịa lung tung đồ. Nói gì thì nói phải công nhận bò Việt Nam. Đối với bò, đối với mình làm ngon nhất mặc dù tôi ăn bò Kobe với bò Úc. Thôi, tao gu tao ăn bò Úc với bò Mỹ mày. Bò Việt Nam dai quá. Ăn không nổi xuống gì trơn hết á, bò Việt Nam là bít tết thua luôn. Má bò Việt Nam là bít tết khỏi nhai luôn, bò Việt Nam thái mỏng ăn phở được. Rồi thái mỏng mỏng ra xào khóm thì ok. Ngược lại mấy con bò Mỹ thái mỏng ra lại vô duyên. Nó là vậy đó mấy em. Bò Mỹ là phải thái từng khối khối bự. Ừ, bò Mỹ ăn khối ngon, bò Mỹ thái mỏng ra vô duyên. Bò Việt Nam thái mỏng, còn bò Việt Nam là bữa tết chịu. Ăn lẩu anh, mày khùng quá mày lẩu ăn thịt mày này đúng là không biết chỗ che, không biết chơi ta. Lẩu là người ta ăn mấy cái xương sụn đồ này nọ đồ. Lục phủ ngũ tạng đồ chứ đã là lẩu bò thì không ai ăn thịt thăn hết á. Ăn vậy nó không đúng gu. Không ai cấm em ăn nhưng mà ăn vậy nó không đúng gu không ơi. Còn dê gì nữa là ăn thịt khối. Khối đó phải có cục xương, có miếng da, có miếng mỡ với miếng thịt rồi mày ăn. Mày bỏ mỡ ra thì mày bỏ mỡ. Còn không mày ăn nguyên cục luôn. Chứ còn bây giờ mà tự nhiên kêu lẩu bò đã đợi anh ơi cho em nửa ký thăn sắc mỏng như phở bỏ vô thôi thua. Gà thì cứ gà rừng luộc chấm muối tiêu chanh thì bảo đảm đỉnh. Đúng. Cứ muối tiêu chanh là cái món gọi là cái nước chấm mà quyền thoại của mình luôn các bạn. Nhưng mà muối tiêu chanh nó rất là hay. Chấm được rất là nhiều cái. Đó. À, người có tiền thì chỉ tìm mấy món dân giả ăn thôi anh chứ mấy món đắt tiền đó thấy hoài. Tự nhiên người có tiền tìm mấy món dân giả. Mấy món dân giả là mấy món gì nói nghe chơi coi. Chuột đồng nướng á hả? Tao sợ mấy thằng sổ nho lắm em. Chưa ăn bò tơ củ chi hả? Bò tơ củ chi cũng bình thường thôi, có đâu báo ghê vậy ba. Bò Việt Nam không có giá trị gì ơi. Làm được phở bò với xào rau muống. Còn lại tôi thấy bò Mỹ làm được nhiều thứ nên giá trị kinh tế hơn.
bò Mỹ làm bít tết thôi chứ làm gì. Ông mày cứ lương hoài à nhóc. Bò kho thì nấu bò Mỹ có hợp lý không thầy? Tao chưa thấy bò Mỹ là bò khô luôn á trời. Hình như bên nó không chơi mấy món đó mày ơi. Bên Mỹ tao cũng thấy nó ăn cá khô luôn nữa. Tại có thể là xin lỗi bạn, nhưng mà đối với cái tiêu chuẩn vệ sinh của nó đó, là sợ nó không chấp nhận mấy cái đó. Tại vì khi mà em phơi ngoài trời này nọ, nó không có kiểm soát được những cái gì mà bụi bặm này, ABCDEFGH đồ. Nó khi nó không chấp nhận. Với em nêm muối nữa. Bên bển nó kiểm soát là hàm lượng natri. Nó kiểm soát hàm lượng natri đó. Ủa natri mà mày chơi qua gạch đỏ một phát mà không cho bán luôn á, không giỡn đâu. Nên em coi những món đồ bên Mỹ đều phải công bố thành phần natri ra. Natri mày nhiêu. Vậy là Mỹ muốn ăn mấy cái món đó đặc sản. Bên đó có bò xông khói không anh? Ừ, xông khói nghề của nó luôn. Nó xông khói xong rút chân không. Nó xuất khẩu khắp thế giới đồ. Bò Mỹ xuất khẩu nhiều mà gì, nó phải nuôi đúng tuổi mới cho vào lò mổ chứ đâu có làm bậy được. Ôi tao đâu có cãi. Tức là vấn đề ở bên Mỹ chăn nuôi là nó là quy trình rồi, không có bàn cãi. Và chúng ta là hoàn toàn tin tưởng vào cái quy trình đó của nó. Từ nó chăn nuôi chuẩn chỉ, nó có quy trình, nó mới làm được những cái chuyện lớn, nó xuất khẩu khắp thế giới như này nói. Và ở Việt Nam chúng ta ăn bò Mỹ rất là nhiều. Mà bây giờ bò Mỹ nó bán trên Facebook cũng nhan nhản luôn, 200-300 ngàn ký gì đó. Đó thì cái điều đó nó nói là đúng. Tại vì nước Mỹ là một nước quá lớn, nền nông nghiệp quá hoàn chỉnh, nó đi so với một cái nền nông nghiệp non trẻ nhỏ xíu của Việt Nam thì là khập khiễng. Mỹ ăn kiểu công nghiệp chứ làm méo gì có thú vui ẩm thực bậy 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 được không, ẩm thực gì mày. Đâu đi ra biển đem con sinh ráp bỏ vô nồi luộc chấm muối tiêu chanh ẩm thực không? Công nghiệp chẳng qua mày nghèo mày ăn nhanh thì mày nói công nghiệp thôi chứ giờ sao công nghiệp được. Mày thấy ổ mì 300 ngàn chưa, mai cho coi. Tụi bay ăn ổ mì 30 ngàn đúng không? Mai cho coi ổ mì 300 ngàn. Thí dụ giờ tụi em biết muốn biết mình có bị ung thư hay không? Ủa sao biết mày? Phải đi khám tầm soát ung thư mới biết chứ tự nhiên sao biết. Còn nếu mà không tầm soát ung thư này nọ, tự nhiên em bữa nay đau vú quá. Không sao, tập ngực dễ đau thôi. Bữa sau đau vú nữa. Không, em tập ngực dễ đau đó. Đi khám ung thư vú thời kỳ cuối. Nói chung á, đây cái này là mình nói về sức khỏe đó. Chúng ta nên đi khám bệnh. Gọi là khám tổng quát á. Cái gói mà Platinum á, 12 triệu 6 tháng em là. Tất nhiên chắc bảo hiểm không trả đâu, bạn tự trả đó. Rồi để mình có những cái bệnh gì đó thì mình điều trị từ sớm. Thí dụ như bạn bị lỡ bị ung thư nhưng mà thời kỳ đầu thì bạn vẫn vô danh mục là những bệnh nhân ung thư. Nhưng mà thời kỳ đầu nó sẽ trị đơn giản hơn so với thời kỳ xạ trị. Khám cái đó đâu gì gói 12 triệu. Ở thành phố Hồ Chí Minh nè, Việt Pháp nè, rồi bệnh viện quốc tế nè, bệnh viện quốc tế nào nó không có đó. Còn mấy bệnh viện nhà nước thì mình không có rành. Tại vì mình ít nào vô bệnh viện nhà nước lắm. Mấy đứa bàn luận linh tinh làm những cái điều kiện mà dành 20-30 triệu chỉ để khám bệnh không, mình phải chia sẻ kiến thức cho mấy em đó biết. Để từ đó mấy em có cách mấy em đó xài tiền. Vậy thôi. Ví dụ như các em có kiến thức là các em cũng đỡ nói bậy. Đúng không? Đỡ hở sườn. Điều đó cũng tốt mà. Đó, còn bây giờ bạn nghĩ coi người dân Việt Nam quê mình khổ. Bao nhiêu người mà đi dám đi khám bác sĩ. Thiệt, thậm chí xin lỗi bạn chứ họ quan niệm rằng thôi giờ sống được tới đây được rồi thì có bệnh gì đi về với tổ tiên thôi, chứ giờ khám chi tốn tiền. Tại vì đi vô bác sĩ là ra bệnh. Các em ở nhà có cha có mẹ đó, có cha có mẹ các em thử lớn tuổi rồi, mẹ đi vô bác sĩ là ra bệnh, mà đi vô bác sĩ là ra bệnh, ta sợ luôn, ta dám gặp bác sĩ luôn. Nhưng mà không ngờ cái nỗi sợ của họ là khiến cho họ chung quy cũng tại vì chữ nghèo thôi. Nghèo chung quy cũng tại vì chữ nghèo thôi chứ gì đâu, không có tiền thôi chứ, có tiền nó là khác. Còn mấy cái khám tổng quát 500k là sao Duy? Cái đó khám đi làm. Cái khám tổng quát 500k là khám đi làm. Còn cái khám mà 12 triệu là khám để tìm bệnh để mà trị. Hai cái khác về bản chất. Ví dụ khám 500k, ê bản chữ cái đọc được chữ gì? À, hàng số 1 phải không? Rồi ok, mắt 910. Rồi qua kia hỏi, có đau bụng gì không? Bao tử sao không? Tiêu hóa sao không? Rồi ghi vô, tiêu hóa tốt. Đó, dạng dạng vậy. Không biết cái xét nghiệm máu có không, lâu quá không chơi không biết, mà xét nghiệm máu chắc phải hơn 500k rồi đó. Đa phần các bệnh viện quốc tế giờ vào là bệnh tính phí vô tội họa, nhưng bệnh ra là bệnh thông thường. Phí đúng phí thôi chứ vô tội họa ăn khí khô gì mày. Để cho mày hiểu được cái đó là cái giá trị của y tế. Tiền nào thì của đó thôi à. Nó cũng phải cạnh tranh nhau chứ đâu thể nói nó làm như vậy được, nó sẽ mất khách thì sao. À, xin lỗi chứ bên Canada nó còn gọi lên khám định kỳ miễn phí 6 tháng lần rồi. Duy, mày handicap hả? Tao thì thường thường tao chỉ handicap mấy cái này thôi mấy em. Một là handicap, hai là nít, ba là người già thì may ra thôi chứ.
Đúng không quý vị? Mình không ở Canada thì mình không gần, nhưng mà nó nói vậy mình thấy thắc mắc, mình hỏi thôi nha. Vậy nhà không có điều kiện làm sao để tầm soát ung thư được về anh Duy, nằm mơ em. Thì tao nói mày đó, giờ mày sống làm sao mà cái, những cái chi phí căn bản phải lo được chứ, giờ mà nói tiền khám bệnh không có là còn nghèo lắm, đừng ôm đất nha. Ôm đất làm chi, trong khi mình không lo được cho bản thân mình về cuộc sống. Xong cái nó sẽ suy nghĩ lại, nó thôi giờ lo sống chi, giờ ôm đất đi có tiền rồi chứ mốt giờ đi khám bệnh lỡ không có gì ổn tiền. Nhà không có điều kiện tầm soát ung thư làm gì? Không. Thí dụ như mẹ bị ung thư vú thì con nên tầm soát trước. Nó mang yếu tố di truyền nữa. Ủa nhưng mà lỡ cái lúc mà mang thai con chưa bị sao vậy? Nó vẫn có nguy cơ bị luôn. Nó di truyền cái gì trong ADN chứ liên quan gì đâu, có chuyện nhau thai bộ sữa gì của em. Bảo hiểm ở Việt Nam rẻ nhưng mức hưởng lại cao so với bên Mỹ. Đủ này sao so được ba? Này sao không so được, nào là cao nào là thấp? Tại sao khám bệnh lần nào bác sĩ cũng kê thuốc cho nhiều với anh Duy? Đa số bệnh viện ở Sài Gòn kê lần cả mấy triệu. Nói chung cũng tùy thôi bạn ơi. Nói chung là nhiều khi bên thuốc người ta mình không dám nói, chứ mà tùy cái đó có cần phải uống thuốc hay không nữa. Chứ giờ mấy ông kê nè, thuốc bổ, vitamin đồ các kiểu, trong khi nhà mày uống Vitadap rồi. Xong rồi kê tùm lum lưa luôn, trụ sinh kháng sinh đồ các kiểu. Có những bệnh thì nó cần phải kháng sinh, đúng không? Mà cũng có những con người nó cần phải kháng sinh. Thằng kia nó si cà que nó khác, thằng này nó bự như con trâu rồi đó, đi nhổ răng, khăn răng khôn. Thằng kia hai viên kháng sinh, thằng này cũng hai viên kháng sinh, ổ mắc cười với ta. Đó, nó không hợp lý chứ còn nữa. Nhưng mà to thuốc thường như nó công thức. Tôi thấy mà ông viết văn suy nghĩ gì chứ, để cạch. Mà chưa kể trong đây nó còn có những cái dít và đát nữa. Nó còn dít và đát nữa, hay mình nói chung thì đó thôi tự tìm hiểu nha. Em thấy mấy nghề tiếp xúc quá chất nhiều bị ung thư, dễ bị ung thư, cái này cũng có lý em. Quá chất phóng xạ ở Việt Nam khám vậy là quá rẻ rồi. Mẹ em đi lấy tủy một lần cái răng mất 1,5k, làm xong cái răng chắc 5k đô hả? Đương nhiên chi phí của bên Mỹ nó mắc rồi. Trời ơi. Thì bây giờ bên Mỹ ông á, thì ông thứ nhất bệnh thì ông phải mua bảo hiểm chắc chắn rồi, còn hai á là mấy cái mà làm thẩm mỹ đó thì chịu. Thì giờ về Việt Nam làm đi, ai cấm đâu, tôi đâu cười đâu. Ông mấy mình là người văn minh lịch sử, ai cười đó ba. Thí dụ mấy chị em phụ nữ đi bệnh làm ngực hết nhiều quá, về Việt Nam làm ngực đi, ai cười? Cùng lắm đi ngang hải quan nó cho qua thôi. Nó, ủa sao ngày trước mày về ngực mày khác mà giờ mày bay qua ngực mày cắt, mày giả à, hay là mày độn ma tí trong đó? Lôi vô nó khám thì tổng quát nội soi cần gây mê không anh? Nhà nghèo thì thọt, nhà giàu thì gây mê. Má hỏi gì hỏi trả lời sao trời. Tức là khi nội soi đó là nó thọt cái ống vô bao tử của bạn, hiểu không? Thọt cái ống vô bao tử của bạn, lúc đó thì có hai option. Ô bạn nhà giàu thì bạn chi tiền cho nó, mà kêu nó giờ mày lụi tao một kim đi để tao ngủ tao khỏi sợ. Còn bây giờ mày không có tiền thì thôi chịu đi con. Tại gây mê tốn hơn thuốc mê, đúng không em? Tốn này tốn kia nữa. Mà nó ghê lắm, thôi gây mê cho chắc. Ở Việt Nam chắc chỉ có nhà giàu mới kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhà giàu là một nè, nhưng mà dân trí nữa. Có những người có tiền mà tao mấy chuyện là tao không nghĩ. Người ta đã dành tiền mua vàng chơi vậy đó, khoe đồ nhà mình ở biệt phủ đồ, rồi chơi toàn là gỗ tự nhiên không à. Nhưng mà xin lỗi bạn, một khía cạnh đó, gỗ tự nhiên là gì? Là rừng đó, nó không phải là phải suy nghĩ nữa, phá hoại môi trường. Nên cái vấn đề tôi nói bạn, tiền nó phải đi kèm với nhận thức. Chứ còn tiền nhận thức hai đứa mà đi hai đường thẳng song song với nhau đó là cái cuộc đời của mình nó chưa hoàn thiện. Bình Nguyễn so sánh khập khiễng lương Mỹ với lương bác sĩ bao nhiêu? Nói chung cái này không có so đâu các bạn. Bây giờ nói thẳng mẹ làm răng nè, thì cái chi phí có thể so đây là gì? Chi phí công của bác sĩ, đúng không? Và thứ hai là chi phí của cái dàn thiết bị y khoa. Hai cái đó nó sẽ cấu thành giá. Và cái thứ ba đó là thuế luật pháp áp cho bác sĩ vô bệnh viện đó là bao nhiêu đó. Thì những cái đó nó cộng thành chi phí. Và cái thằng kia làm răng thì nó phải có lời. Mà chưa kể tôi nói nghe, một số cái y khoa, một số răng cỏ nó nhập bên Mỹ không á, biết chuyện đó chưa? Tức là cái răng thẩm mỹ ở Việt Nam á thầy, là xứ trồng răng đồ á, là gốc nước ngoài nhiều chứ, sản xuất tại Mỹ luôn. Nó nên nhiều khi bằng hàng hóa mà mình so với GDP á, là mình so mình còn thêm buồn. Tại vì không phải hàng hóa nó phụ thuộc vào GDP, mà hàng hóa nó phụ thuộc vào nguyên nhiên vật liệu, chi phí lao động và chính sách thuế má. Nói dụ như bạn nói giờ Việt Nam vậy, giá xăng cao buồn. Bạn buồn kể bạn, nhưng mà cái chuyện giá xăng nó cao nó đâu có thuộc vào cái GDP, mà nó phụ vào những cái như nãy tôi nói. Vì em về Việt Nam làm răng làm thẩm mỹ thì về Việt Nam làm cho rẻ, đúng. Tại vì lương bác sĩ rẻ, chi phí mặt bằng rẻ hơn xíu,
đừng qua bên kia thôi. Ok. Đó. Thì hai cái đó nó cấu thành giá rẻ thôi chứ. Chứ nó đâu phù hợp GDP. Vẫn mình là mình vẫn còn trả tới tận 10.000. Không phải. 10%, 9%, trả 90 là nhiều rồi chứ. Nhưng mà cái vấn đề này á thì cũng phải coi tùy cái bảo hiểm. Chứ thằng này nói gì không chuẩn. Cái bảo hiểm mày mua nó có chi phí cho một nha khoa hay không chứ. Ví dụ như mày ra đường mày đi quýnh lộn mày bị gãy răng. Nó nhổ răng cho mày cái đó là nó phải nhổ. Còn cái chuyện cái răng mày xấu quá mày nhổ đi mày trồng lên cho đẹp là cái này hên xui à. Việt Nam nha khoa hay thẩm mỹ viện đều rẻ hơn một phần vì dễ mở, ít quy định hơn. Ở Mỹ chắc là trắng nhan toàn hơn, ít chuyện tai nạn hơn. Ờ. Còn thấy như nghĩ không? Cái giá của gọi là y tế dịch vụ nó bèo bọt. Ba đừng có tự hào gì đó. Đối với tôi cái đó là bèo bọt. Đồ ông lụi người ta 32 cái răng. Mà vôi răng là bên trái bên phải, trên dưới trong ngoài. Mà cuối cùng ông lấy có 200k hả? Vậy thì chất lượng của đó đi về đâu? Hay ông lấy chơi? Ông lấy không có sâu mốt tao nha chu thì sao? Không. Nhiều cái lắm mà. Nên bạn đừng có đùa giỡn cái chất lượng y tế. Đồ y tế mà bạn đòi rẻ là thôi thua. Viên thuốc còn ngàn là tôi cũng dám uống, tôi nói thiệt. Bây giờ bởi cuộc đời tôi không ít đâu uống thuốc lắm nha. Không bao giờ bạn ra tiểu tay mà gặp tôi đâu. Ủa cảm để tự hết rồi. Ông đưa bịch thuốc tôi không dám uống luôn. Ông có thuốc cảm bán cho 3 liều 3 ngày, bệnh nó không thức mà. Nó ra hỏi ở triệu chứng sao, nó đau đầu nhức mặt, đau đầu chóng mặt nhức mồi gì đó. Rồi cho ăn kháng sinh trụ sinh gì đó, qua uống viên vitamin C gì đó. Panadol nữa. Quất vô phát 3 gói, hỏi nhiêu tiền. Hỏi nhiêu tiền nhiêu ta? Ồ có mười mấy ngàn không nội? 15.000 một liều cái gì. Thôi thôi, không 15.000 dám uống đâu. Mà bán thuốc đã lời rồi nha. Tức là bán thuốc là đã lời rồi. Mà bây giờ có 15.000 nè. Thôi để qua bên luôn. Thôi tôi về tôi tự hết, tôi uống BBCA tôi ăn bưởi thôi. Cần tôi xong hơi rồi, hai bữa hết rồi. Còn không hết tôi nhập viện luôn. Chứ gì nữa? Không hết tôi nhập viện, lấy cái thẻ quốc tế ra nè, nhập viện. Vô kim đi vậy. Y tế mình bỏ tiền ra nhiều là nhanh gọn đẹp, Mỹ chờ đợi lâu và giá mắc. Chờ đợi lâu thì cũng có thể là chờ đợi lâu. Đó, nhưng mà nói chuyện cái giá mắc á là chuyện đó mày ảo, mày theo góc nhìn của Việt Nam rồi. Tiền nào của đó thôi mày ơi. Em làm kỹ thuật viên răng đây anh. Nha sĩ lấy dấu rồi gửi xưởng làm. Nha sĩ không tự làm được. Mà làm cái gì mới được chứ? Thì làm cái răng, nha sĩ làm răng ông nội đó là khu sản xuất cho để cho người ta làm chứ. Nha sĩ lấy cái răng dễ gắn vô thôi. Bắt nha sĩ làm răng nữa trời. Không để cho tao gamer bắt tao làm cục tạ. Nha sĩ không biết được chất liệu đâu anh. Lộm thộm lắm. Sao không biết, nó biết chất liệu sao nó sell. Tức là cái nha sĩ người ta có kiến thức để người ta bán cái răng đó. Và người ta tư vấn cái răng đó. Còn dễ răng đó chuyện mày làm chứ. Giờ mày làm mày cây nha sĩ hoài mày. Mỗi người một nghề chứ. Bác sĩ sao làm thuốc được. Thì nha sĩ sao làm răng được. Tức là sản xuất cái răng đó bạn. Đủ 2.000 đô một tháng, chính phủ trả giùm 1.900 đô. Thằng nói chuyện bị khùng quá trời. Ủa bảo hiểm mà nó 2.000 đô một tháng, bảo hiểm gì? Mà chính phủ trả 1.900 nữa, không phải cả bảo hiểm. Mà trên đời này có bảo hiểm mà chính phủ trả nữa, mày nói chuyện mà như mày nói chuyện với con nít cho mày. Mấy bạn vô dứt này các bạn, bảo hiểm 2.000 đô. Bảo hiểm 2.000 đô, vậy năm đóng 24.000 tiền bảo hiểm hả? Đó, vậy còn bảo hiểm này luôn. Rồi con A đã quý nó chửi này luôn. Này bị điên hả? Ê bây giờ tụi nó cắn nhau rồi mấy em. Cái gì? Bảo hiểm cho nguyên gia đình. Làm việc chính phủ nó bao. Đồ bảo hiểm cho nguyên gia đình. Quá nghe ảo à. Bảo hiểm cho nguyên gia đình vậy. Gia đình có nhiều người nó cũng mua. Nó cũng bảo hiểm vậy hả? Hay là bảo hiểm theo đầu người. Hay là 2.000 của mày là cho nguyên gia đình. Mà nguyên gia đình là gia đình mày 5 người cũng 10.000 cũng 2.000, mà gia đình mày 20 người cũng 2.000 hả? Ồ này ảo bãi trưởng. Là vì chính phủ nó bao được không kệ, để cho Mỹ đam nhau đi. Mày nó thằng này đi xa quá rồi mấy em. Chứng khoán hôm nay đi bụi rồi anh ơi, mất mấy chục điểm á. Nói cái chứng khoán á thì tích cóp độ cả đời được 1.500 hay gì vậy bạn? 1.500, 1.600 gì đó. Giờ nó còn 1.200 mấy. Du lịch miền Nam thì ok, còn đường xá thì chán lắm, anh xấu dã man. Tao nói thiệt với mày á, du lịch nhà giàu cận khí khô đường xá. Ồ, đã vô Nam chơi mà còn mày đặt keo. Bây giờ đi máy bay, taxi, đúng không? Taxi từ sân bay tới resort mày bảo đảm được không xấu? Đúng không? Còn ví dụ như chừng nào em chơi, mày không có tiền chơi cái này nè. Em đi ra Nha Trang, rồi em bắt xe em đi vô Buôn Mê Thuột. Chỗ chị An Nhiên đó thì mày mới thấy đường xấu.
Rồi xong rồi dòng xe xuống Đà Lạt cái nữa, trời ơi nó 6 tập 2 nữa. Khó khăn. Hiểu không? Còn anh đi chơi nè, giờ muốn đi đâu? Côn Đảo đúng không? Ra tàu xe nhất, mua vé máy bay, tập phát ra sân, ra sân bay Côn Đảo chạy xe taxi tới Shinkansen ở đêm mười mấy triệu. Xong ngày mai bắt taxi chạy phát một lại sân bay Côn Đảo về là thành phố Hồ Chí Minh lấy xe mẹt chạy về đây. Trời ơi, xấu chỗ nào? Con đường không biết chơi chỉ cho chơi. Chỉ sợ không có tiền đó mấy ông ạ. Anh nói nè, khi mà chúng ta quyết định chơi thì chúng ta phải có cách chơi của riêng mình. Chứ chúng ta đừng có chơi theo kiểu truyền thống mà phụ thuộc vào ngoại cảnh. Giống như vợ thằng bồ anh nói thôi anh giờ mình đi Đà Lạt chơi đi anh. Không lẽ tao lái thằng mẹt tao chạy Đà Lạt 8 cây 8 tiếng hồ tới còn sức đầu trời. Đúng không? Mà nhiều khi dọc đường gặp mấy cái tình huống mà chướng tay gai mắt nó nóng máu nữa. Đó. Nên thôi Đà Lạt nó không thu hút du lịch mình đừng đi em. Giờ đi mẹ Singapore đi em. Sốc không? Tại vì đi Singapore nó dễ đi Đà Lạt nha. Sốc rồi đó thầy. Trời ơi, em có hộ chiếu chưa? Anh có hộ chiếu rồi gì đúng không? Mua vé bay Singapore ra ngoài tiệm đứng luôn. Ra ngoài tiệm đập bàn đùng hỏi mấy hãng giờ còn vé máy bay Singapore không? Còn chỗ không? Rồi mua liền giá nóng tại chỗ. Không cứ thế mà đi thôi. Đi ngay trong ngày luôn. Mà thậm chí á, đi bay Singapore nhanh hơn Đà Lạt nữa. Nó cái vấn đề là cái góc nhìn và cách chọn. Chứ không phải là cái gì chơi nó chọn cho nó. Thằng Trương Thành lên đường 300 giây cái tòa spam thôi chứ gì chơi chọn nó nè. Mày cũng ngoan lắm nhưng mà lần này mày bam nhiều quá đúng lực mày ơi. Mày bam kinh khủng luôn. Thấy rồi. Mà làm như tao mù chữ vậy đó. Chất chơi dân Việt Nam giờ là bay qua xin mua đồ không dính thế, bút vé bay về. Ôi cái thằng này đúng mày đó, trẻ trâu. Tao lóc nó bên tao cho nó 300 giây bên YouTube để qua phút nó comment. Mày bây giờ em hiểu sao đồ không tính thế. Bây giờ anh vô sân bay thôi nhất đồ không tính thế kìa. Hầu như sân bay nào cũng là không tính thuế luôn. Đương nhiên. Thế có dưới 10%. Thế VAT thì có gì đâu. Cái gì à, xe chỉ là phương tiện thôi. Người giàu tiêu chuẩn cao xe xịn theo tôi chả quan trọng lắm. Thì đúng là theo mày chả quan trọng lắm. Nhưng mà theo tao cũng quan trọng chứ mày. Đúng, theo tao quan trọng lắm chứ. Tại vì sao? Đúng không? Tại vì có cái xe thôi rên hừ hự. Mà tâm hầm 2,5 triệu đó, 2,5 triệu đó coi bình thường. Đúng, mà phải cả cái não tao bay suy nghĩ sao tao không hiểu luôn. Đúng không? Đụng tới cái xe nó lên hừ hự à. Mà tâm hầm 2,5 triệu thì nó coi là bình thường. Đang có dự án sân bay Sapa rồi nhé. Chừng nào bay được tính mày ơi. À, du lịch miền Tây ngoài Phú Quốc còn chỗ nào ok không anh? Theo anh nó hiện tại thì chỉ có mình Phú Quốc đẳng cấp thôi. Còn mấy chỗ còn lại cũng làm du lịch nhưng mà nằm mức độ vừa phải. Thí dụ như mấy cái đảo gì đó, Nam Du hay là gì đó. Nói chung mà đi ra ngoài đó còn hơi khó khăn, nó hơi hành xác chút đỉnh. Còn khách sạn 5 sao chắc chưa có. Tùy các bạn lịch gì, lịch trải nghiệm hay lịch nghỉ dưỡng. Trải nghiệm thì đi đâu cũng đẹp hết á. Ủa trải nghiệm tự nhiên đi ra biển có cục đá đứng lên chụp cũng đẹp nữa. Vậy thôi. Còn du lịch mà hưởng thụ đó thì phải có điện đường trường trạm. Vậy thôi, phải có khách sạn 5 sao đồ. Du lịch gia đình nên đi bungalow hay villa anh. Thật ra anh chưa đi du lịch gia đình bao giờ ấy. Thì theo tao nghĩ mình nên villa đi. Du lịch ngoài Bắc thì ngoài Sapa ra nơi nào đáng đi nữa Duy. Thề luôn ngoài Bắc tao mới đi có Hải Phòng nè, rồi Hạ Long nè, rồi Hà Nội nè. Hết rồi đó. Còn mấy kia chưa đi luôn á, Sapa không có sân bay tao không đi mày ơi. Sao quá thầy. Trời ơi bây giờ hành xác. Bây giờ tự nhiên ở trong Sài Gòn bắt máy bay ra Hồ Nội Bài, Nội Bài xong đi xe 8 tiếng lên đi chơi. Có cần phải làm không? Bây giờ muốn thu hút du lịch phải đặt sân bay không thôi nghỉ. Chứ giờ khổ muốn chết luôn. Đi vậy còn gì thì sung nữa. Ồ, thì bạn đi chơi bạn nghĩ để đi được giống như hành xác. Bây giờ muốn khách sạn là 3 chiều. 3 giờ chiều mà xe nó chạy mấy tiếng mới tới là phải chừng 11 giờ trưa là phải có mặt ở Hà Nội rồi. Ra sân bay Mỹ Đình đồ hen. Mà từ Hà Nội sân bay Mỹ Đình cho nhiều tiếng đi là 10 giờ sáng là phải mặt ở sân bay. Vậy trễ nhất là 8 giờ sáng ở Sài Gòn phải bay. Mà 8 giờ sáng ở Sài Gòn phải bay, 6 giờ sáng là phải lú đầu ra sân bay. Trời ơi. Có tiền mà cần phải đi chơi vậy không? Muốn đi chơi. Nên nhiều khi quan điểm của nó rõ ràng, muốn thu hút khách du lịch là phải có sân bay. Còn có sân bay ông nói gì kệ ông chứ. Đi đường xá xa xôi mưa phùng lầy lội đường ô tô quá thì có 1,5 đen à. Mình không nói Sapa nha các bạn. Đường ô tô thì có 1,5 đen à, chim mồi cả nồi. Còn cảm xúc không? Không, tối ngày cứ là chỗ này kẹt, chỗ kia kẹt, chỗ này gì vỡ trận vì du lịch, cái khách về kéo đông này nó, nhưng mà có bây giờ
hỏi cảm nghĩ của những người người ta sẵn sàng chi tiền không? Bây giờ 10 thằng đi bụi không bằng một thằng chi tiền. Nó rõ ràng thôi chứ. Giống như giờ ở dịch vụ Sài Gòn này là muốn thầy tới chạy xuống tiền là phải có ít nhất là phải có bãi đậu xe chẳng hạn như vậy. Cái chuyện đó đương nhiên rồi chứ giờ không mặc kinh đi đâu. Ủa như vậy cái tô phở 300.000 anh có bãi đậu xe không thầy? Đương nhiên phải có rồi. Anh Duy nghĩ có nên có luật cho người trong hẻm cấm đổ xe trong nhà không? Nhà trong hẻm mà cấm đổ xe trong nhà. Em thấy kiểu người Việt Nam hẻm mà thêm ô tô ra vào làm kẹt xe nhiều quá. Cái này 50-50 mày ơi. Này cái luật này thấy nó cũng không biết nói làm sao nữa. Tao mày thay mày nói có ý đúng. Nhưng mà cấm người ta la. Bởi mà thì tại vì đất nước mình nó lỡ quy hoạch vậy rồi phải chịu bây giờ sao giờ. Nhưng mà ví dụ cái em thấy mỗi lần xe ra vào thì ráng chờ 5-10 phút đâu có tới nỗi đâu thầy. Không đâu mày ơi, ức chế lắm mày ơi. Tức là cái xe nó lùi lùi tới lùi lùi xe rồi mấy xe máy chạy ngược chiều đâm vô đâm ra rồi này nó cũng căng lắm. Anh ơi, cảm giác ngồi ráp mà xe bus Sài Gòn bấm kèn vô ý thức. Bên Singapore gần Việt Nam người ta sống văn hóa cao quá. Má ơi, bên đó là nó thuộc dạng rồng rồi, bên mình con khác nha. Má bên mình mà không bấm kèn đụng nhau thê thảm nữa nè em, thông cảm nè em. Nói về tiếng ồn thì chịu, chưa khắc phục được.